Hello anh em. Đã xong kèo nha anh em nhá. Rất là ngon lành luôn anh em ạ. Anh em thấy không? Đó. Mình đứng ở cái địa thế nó hơi khuất, đâm là mình cũng không để ý mới nó vào khi nào. Khi mà thấy nó không kêu nữa thì mình quay đầu ra thì thấy nó mắc thòng anh em ạ. Bắt cái này vào anh em nhá. Anh em ạ. Đây nha. Em này này em chống tơ thì cực khăng nha mọi người, gọi vát thì phi mầm. Thấy mình gọi thế mấy bụi quả kia thấy rung đúng đúng nha. À, con này là con chống tơ nha mọi người, nhận thấy. Em quan sát ở trên mình nó vẫn còn nhạt màu nhá, với cả trên cái phần đầu của nó này. Đây cái phần này của nó vẫn còn nhạt, nó chưa được vàng chóe đây anh em ạ. Khi nào nó vàng chóe đi đấy. Thì rất là to luôn, mà con chống tơ thì nó cũng không được to lắm đâu anh em ạ. Khi mà đã chống già và chống 2-3 vụ rồi thì rất là to luôn. Không khác con cuốc luôn, người toàn thịt được thịt thôi anh em nhé. Đấy. Đây anh em quan sát cái cách bố trí thòng. Đây anh em. Vừa tôi gọi thì nó ở trong cái bụi này. Đây anh em. Anh em quan sát những cái bụi tốt như thế này này. Đấy. Thì lại khó đánh hơn là những cái chỗ nào mà thoáng, cây thấp anh em ạ. Nhất là bụi lúa nào mới cấy trong tầm độ 1 tháng, khoảng 1 tháng thôi anh em ạ. Nói chung là hơi tốt đấy. Hoặc là 20 ngày thôi, anh em có thể nhìn thấy nó đi đấy. Thì rất là dễ đánh luôn. Nhưng mà khi anh em đánh vào những cái chỗ mà nó tùm như thế này thì này nó lại hơi khó đánh. Đấy. Những cái chỗ tùm như thế này thì anh em nên đánh như thế nào? Có hai cách đánh. Cách đầu tiên là anh em bố trí như tôi đây. Có nghĩa là bố trí là cái chỗ ngoài thoáng nhất này. Đó, và ví dụ như anh em gọi chim mợn ở ngoài kia thì anh em phải chặn ra cái đường này. Chắc chắn nó sẽ đi theo cái đường này và nó sẽ đi về đây. Đó, thì anh em đánh chỗ thoáng này thì anh em chặn một cái đường ngang đây anh em. Đó. Và anh em bố trí cho 4-5 chân thòng chỗ này để vây quanh con mồi giá đây. Đó, chặn ngang này và thực tế thì nó đã dính cái đường ngang anh em ạ, kiểu gì nó cũng phi đường này thôi. Đó, đây là cách đầu tiên nha anh em nhé. Cách thứ hai là anh em có thể đánh đây. Đây ví dụ anh em nhìn quan sát cái bụi xả này nó bé bé này thôi. Đây nơi, đó cái diện tích nó rất là bé đâu, nó chỉ độ 4-5 mét vuông thôi. Thì anh em bố trí hết thòng vào trong cái gầm gốc cây này. Đấy anh em cứ nhét vào những cái khe này, nhét hết vào đấy. Và anh em đặt chim mồi giá vào trong đấy, hoặc là anh em không đặt chim mồi giá cũng được. Thì anh em gọi loa thì kiểu gì nó cũng sẽ vào cái bụi này anh em ạ. Đó, và chim rất thích ở trong cái bụi này nó trú nhá. Và đứng trong đây trú thì sẽ đi lại anh em ạ. Và đi lại thì chắc chắn rằng là sẽ mắc vào thòng. Mắc thòng ở trong này nhá. Đó là cách đánh chặn, đánh rúi bụi. Cách đánh rúi bụi thì nó hiệu quả hơn anh em ạ. Thế nhưng mà nó phức tạp hơn, anh em phải chui rúc vào trong bụi. Nó hơi phiền phức một tí. Mấy cả mình đang quay cái video này, mình rúc vào trong bụi này thì anh em không thể quan sát thực tế được. Đó, về hướng dẫn cho anh em thì nó cũng chưa thực tế, mà cũng không biết khi nào mà chim nó vào, chim nào nó mắc thòng, nó vô thòng, nó dính thì anh em mình cũng hơi khó phân biệt. Nhưng mà ở bên ngoài này anh em đứng ở cái tầm nhìn khoảng 15-20 mét, khoảng 30 mét thì anh em có thể quan sát cái vị trí nào mà đứng dễ nhìn ấy thì chim vào mà dính thòng cái này anh em ra bắt luôn thì nó nhanh hơn. Nhưng đôi khi là ở trong bụi này anh em đôi khi là khoảng độ 5-7 phút mà không thấy gì, không nhìn thấy, mà mình không quan sát thấy, anh em tưởng rằng là không dính thì anh em ra thì đúng cái lúc nó đang đứng ở trong đấy thì nó lại chạy mất, thì làm nó hoảng sợ thì là nó sẽ không bắt được nữa. Anh em quay lại anh em bắt thì nó khó khăn hơn đó. Hoặc là anh em có thể là thòng dính rất lâu rồi nhưng anh em không biết, anh em cứ để cũng là làm ảnh hưởng mất cái thời gian của anh em mình. Ở cái yếu tố đánh tràng nghịch thì anh em tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đánh nhanh rút gọn là cái yếu tố hiệu quả nhất. Bởi vì chim tràng nghịch thì anh em chỉ đánh 5-7 phút đến 10 phút là cùng thôi nhá. Nếu quá 5-7 phút đến 10 phút là anh em thôi, anh em thu thòng, anh em đánh kèo khác thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Bởi vì tràng nghịch ấy ăn là ăn ngay anh em ạ. Còn những anh nào mà hay đứng ở trong bụi kêu ấy, cứ chóe chóe rồi là kêu đấu lại loa đấy thì anh em còn ấy hơi khó bắt, anh em phải
những con đấu loa thì anh em tuyệt đối anh em phải đánh ở trong dưới bụi nhá. Những con mà đấu loa đứng ở trong bụi thì chắc chắn rằng là không mấy khi nó ra chỗ thoáng đâu. Còn khi mà những cái con trống tơ mà nó máu như này gọi phát nó phì ở mầm về thì anh em yên tâm cho một câu rằng là chắc chắn là gọi phát về ngay và chắc chắn là sẽ hổ lao ngay lập tức anh em ạ. Và thực tế tôi không nhìn thấy con này nó hổ lao như thế nào, nhưng mà tôi thấy con chim bồi giáo của tôi là đổ rồi. Đây anh em quan sát này, con chim bồi giáo của tôi nó đổ rồi. Chim bồi giáo gì anh em ạ, anh em mới thì lúc nào cũng thích con nó đẹp, nhưng mà thực tế cái con này tôi đánh vụ này là vụ thứ hai rồi, hơn một năm rồi anh em ạ. Đó, nó cũng hơi bị tả tơi rồi, nó hơi tồi tàn rồi, hơi rách nát rồi, nhưng mà không có sao anh em ạ, chỉ cần có đôi mắt thôi và đứng sững thôi ok luôn, không vấn đề gì nhá. Đó, đây anh em ạ, đánh chim mồi giá thì nó tiện hơn là anh em có thể là cho vào trong cái làn rất tiện. Đây ví dụ như tôi có một cái làn này, đó cái làn này vừa thòng vừa một bộ thòng luôn này, và trong đó này có chân quay này, chân cam này, và chim mồi giá này, túi bổi này, đó loa đài chứ cất hết trong này anh em để vào trong bụng xe rất là tiện luôn. Đó anh em sắm một cái làn nó bé nhỉ, rất xinh xắn luôn, đi thì rất là tiện lợi và đẹp đẽ luôn. Đó không có gì là tồi tàn. Còn này, nếu mà anh em mà đánh mà chim nhiều thì anh em nên làm cái lồng. Đó tôi để lồng ngoài đường kia không. Đó, có thì anh em mà cho vào. Đây rất là đơn giản đấy anh em ạ. Đó, anh em lưu ý này, cái đánh chặn hàng ngang này thì kiểu gì cũng dính đâu. Đó, thòng này anh em cứ cắm cao được một tí anh em nhé. Lưu ý anh em mới chơi rất nhiều anh em cắm thòng hơi thấp ấy. Tôi thấy để ý anh em đánh được chim xong anh em gửi video cho tôi nhìn tôi thấy là anh em cắm thòng hơi thấp ấy. Anh em cứ cắm cái đít của chân thòng ấy, đít thòng mà đít của cái khoen thòng ấy cách mặt đất khoảng độ 10 phân trở lên anh em nhé. Đừng cắm thấp quá. Đó, cắm thấp quá rất nhiều con nó sẽ trèo qua anh em ạ. Đó. Và cắm thấp quá thì thường là nó không có thế treo anh em. Như cái con tôi thực tế anh em vừa thấy nó treo hẳn lên, treo hẳn cái cổ lên thì không thoát được, càng mình càng dễ càng thít. Nó có độ treo thì nó có độ thít thòng lại anh em ạ, nó sẽ không thoát được. Nhưng anh em cắm mà thấp ấy thì nó không có độ treo thì đôi khi là nó vẫn có đập nhả anh em ạ. Đôi khi cái thòng nó vẫn có độ đập nhả. Đó, cái vòng ngược khoen ấy nó đập nhả thì nó đôi khi nó lỏng ấy, thì nó có khả năng là nó sẽ thoát. Đó, nên là anh em cắm cao lên thì hiệu quả rất là cao. Khi đã dính chân hay là dính vào cổ rồi thì không thể thoát được, anh em để thoải mái luôn, không thể thoát được anh em nhé. Đó, rồi lưu ý anh em đánh cái bụi tốt như thế này. Đó, những cái bụi như thế này rất nhiều chim anh em ạ. Đó, bởi vì trong cái này rất nhiều những cái đồ ăn thức uống anh em ạ. Đó, chim nó rất thích ở trong những cái bụi như thế này. Thứ nhất là an toàn, thứ hai là khu vực này rất là ẩm ướt anh em ạ. Đó, nguồn thức ăn rất là nhiều nên là nó rất thích ở những cái khu vực như này. Anh em gọi thì có những con nó sẽ phi về và có những con kêu lại. Đó, anh em mà bố trí nhìn lại một cách đánh thòng của tôi. Đó, gọn nhẹ anh em ạ. Anh em làm sao mà có cái tư duy là anh em phải nhìn phát phải là có cái tư duy là biết phải đặt thòng ở đâu ngay. Đó, và tiến hành đặt thòng ngay nhá anh em nhá. Anh em không nên để lâu quá bởi vì chim này chim tràng nghịch nó lẩn nhanh lắm anh em ạ. Đó. Như thực tế tôi quay camera, tôi quay video này tôi cũng phải bố trí chân quay để tôi phải bố trí lói cho anh em này. Thì đâm ra là nó cũng hơi khó khăn. Nhưng mà anh em thấy chim vào anh em tiến hành đặt thòng ngay. Anh em đặt thòng thao tác nhanh, anh em động não nhanh. À, bố trí cái hợp lý thì rất là nhanh anh em, bởi vì chim nó vẫn còn quanh ở khu đấy. Nhưng mà khi anh em mà lò rồi, có những anh em còn thấy còn dọn cả quả sạch sẽ đi xong mới đặt thòng, không nên anh em ạ, cứ đặt thôi. Đặt càng nhanh càng tốt, làm sao mà anh em đặt xong thòng trong vòng 1 phút. Sau đó anh em bật loa thì chắc chắn rằng là cái độ nhạy và độ dính rất là cao luôn. Rất là cao luôn anh em ạ. Và rất là nhanh luôn, hổ lao luôn đấy. Đó. Hôm nay thì giới thiệu cho anh em cái cách bẫy ở cái khu vực nó tùm nhờ. Đó. Thì nó đơn giản hơn một tí. Đây cách hiệu quả nhất. Đó, anh em nào mà cần tư vấn cách đánh, anh em là cần phai tiếng, đó, anh em nào cần dụng cụ săn bẫy, đó, anh em cứ để lại bình luận hoặc anh em gọi điện thoại qua cái số điện thoại màn hình của mình nhé. Mình sẽ liên hệ cho anh em và gửi file cho anh em và chia sẻ cách đánh hiệu quả cho tất cả anh em cái vụ tràng nghịch. Ok, và video đến đây là kết thúc. Xin chào và tạm biệt tất cả anh em.